Ok, hôm nay dẫn anh em đi chợ đào ngày Tết trên vùng cao này. Hôm nay thì có vẻ kinh tế nó khó khăn nên là đến cho đến ngày 27 Tết rồi thì chợ nó rất là vắng. Ôi, đây có cái nhà sàn đẹp kìa anh em. Sàn quá đẹp luôn. Tết đào đẹp chưa? Anh bán gì đấy? Bán đào. À đâu đào đâu? Ồ chém gió. Chém cái gì? Bác trồng đào. Đây cái ở đây. Cái này à? Ờ cái này bao tiền đây? Cái này bao tiền? À, đẹp quá nhỉ. 1 lít 3 màu. Ồ đẹp chưa? 3 màu á? Ờ bây giờ này làm nghề này cơ. Cái cảnh ở đâu em quay chơi thôi. Nghề gì? Ông quay to này cũng nhận máu rồi đấy. Hả? Em đi ở đây nhá. Đi đi đi. Mở hàng nhanh. Ôi ôi, chứ mở hàng thì làm gì có tiền tết. Đây ngon rồi nhỉ. Có năm nay có vẻ vắng hơn anh nhỉ? Chợ đào năm nay là vắng nhỉ? À năm nay vắng rồi, bọn nó buổi chắc là hay là bọn nó chưa mai mới đông nhỉ? Ờ đấy. Hôm nay chụp hai quả này, mấy quả này đẹp này. À đẹp đẹp. Quay hay nhỉ. Ui cây này đẹp này. Ui. Đẩy ông đang. Đây này. Sau này người ta đi lại để thấy này. Em đem cái background đằng sau đẹp này. Những đậm chất Tết vùng cao. Ôi đây chơi cả hồng. Hồng đẹp đấy. Đây bên này hai bên đường gặp hoa. Hầu như là năm nay có rất là nhiều các cái người dân người ta ít đi ra thì chắc là chưa đến Tết cả đi vậy. Đây, ok. Đấy. Chợ Tết này. Bình thường mỗi năm mà tầm 27 này là cũng khá là đông người đến xem đào rồi. À, chắc cũng là do năm nay cái kinh tế nó khó khăn cho nên là đào sẽ vắng hơn. Đây là hoa gì nhỉ? Để Trung Quốc. Ok. Đây cũng người ta cũng cho thuê cây anh ạ, cũng cho thuê cành đào anh em thuê trong mấy ngày Tết cũng cho thuê. Những cây đẹp cây to chắc là họ cho thuê thôi. Rừng. Rồi, này, cho anh xem toàn.
con cũng như là nó chọn để nhà cho riêng mình. Vòng ra đầu kia lấy dẫn anh em mà từ đường này sang này, bây giờ xong rồi ở bên này. Đào năm nay khá rẻ anh em ạ, cành to đùng khoảng 300.000 đấy, đào rất thốn. Giá.
chặt ra. Đến mức nào
nào đẹp đấy. Lâu lắm rồi các em không có anh nhỉ? Lâu đây đào đấy. Vâng. Anh đi xem chợ à? Xem đào à? Anh mua cành đào đây. Tìm được cây nào thì cành đào cho anh. Đó. Mua. Không phải đào thấy rẻ mà. Nhưng mà nhiều cũng nhiều cành đẹp mà nhỉ? Đào có gì chứ? Vâng vâng. Đào. Vâng. Anh đi xem nhá, em chạy đây tí. Vâng. Mm-hmm.